Chào các bác nhá, đặc biệt là các bác thợ nuôi ong mật ý. Hôm nay tôi lại đi khai thác mật ong tiếp. Đây là quang cảnh cái trại ong tôi, hôm trước tôi làm video thì các bác thấy rồi đấy. Tiếp tục hôm nay lại khai thác tiếp. Thì hôm qua tôi làm cái video về cái bình xịt khói rồi, thì có một vài bác có hỏi quan tâm là cái dao dùng để cắt cái vít lắp thì nó như nào và hình dung nó cơ sở nó như nào. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cái con dao mà bên cơ sở chúng tôi đang cung cấp cho các bác thợ nuôi ong, đặc biệt là các bác thợ nuôi ong vài đàn nuôi giải trí, các anh chị làm giáo viên và các anh chị làm công chức đam mê. Thế còn các bác mà nuôi theo kiểu trang trại như của tôi thì rất nhiều chỗ mua rồi. Nhưng mà cứ xem giới thiệu về một cái sản phẩm chi tiết thì nó sẽ là như này các bác nhé. Đây là cái con dao, với mỗi một loại dao thì nó có mang một đặc tính khác nhau. Thì đây như chuyên môn chúng tôi đây gọi là con dao cắt vít lắp, cắt sáp ở cái cầu ong. Thế còn chi tiết cách cắt như nào thì ở phần sau video tôi sẽ, đây là chú chủ nhà, tôi nhờ chú cầm máy và tôi sẽ thao tác cắt và hướng dẫn các bác cách mà cắt cái vít lắp ra cho nó mượt mà. Đấy, cũng không tài giỏi gì nhưng mà cũng giao lưu học hỏi là chính các bác nhé. Giờ tôi sẽ thao tác luôn, sau đấy sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái dao này. Tôi vừa làm tôi vừa giới thiệu luôn. Chú cầm hộ cháu ấy. Ok, chú quay sát này cháu. Thì đây là con dao này. Đây là phần tay cầm. Các bác có thể thấy là tôi cầm cũng khá là vừa vặn. Cái phần thân dao này nó dài khoảng 20cm các bác nhé. Đây là con dao mới hoàn toàn, hôm nay tôi mang đi để mục đích là giới thiệu sản phẩm các bác. Chú đứng bên kia quay sẽ nét hơn. Thì về cơ bản thì đây là một cái cầu ong. Rất nhiều video tôi làm rồi. Để các bác thợ nuôi ong thì các bác biết khi mà cái lượng mật mà nó vít như thế này thì chứng tỏ là mật đã đạt tiêu chuẩn để chúng ta khai thác ấy. Thì sẽ phải cần đến con dao này, chắc chắn là phải cần đến con dao này. Thì các bác chú ý làm theo tôi. Mỗi người một cách làm, nhưng đây là cách làm của tôi. Cũng không phải là có đủ trình độ dạy các bác, nhưng đây là cách làm của tôi. Đầu tiên mình dùng con dao này, mình đặt một cái đường như thế này, các bác nhìn này. Nhưng mà ở cái phần sau nhá, các bác lưu ý là mình vuốt cái con dao nó đi theo chiều này, tôi làm rất chậm để các bác có thể hình dung. Vuốt vào trong lòng. Thì như vậy các bác đã thấy là cái phần sáp này đã được lấy ra. Lấy ra thì bên trong nó mới lộ cái mật này ra, thì chúng ta mới có thể cho vào cái thùng quay để lấy mật nó ra. Chứ nếu mà để này thì không thể lấy được mật ra các bác nhé. Các bác thợ nuôi ong thì các bác biết điều này rồi. Đấy, kỹ thuật thì nó là như vậy thôi. Thế còn mỗi người một cách làm. Có các thầy thì lại cắt cái vít lắp rất là siêu. Nhất là đi làm này ấy, chúng tôi đi làm thì nhất là các chị phụ nữ ấy, thì cắt có khi tay cũng rất là dẻo. Quan trọng là cái độ dẻo tay của mình thôi. Tôi làm lại nhá, mình cầm này, mình vuốt này, các bác nhìn thấy không? Rất là đơn giản thôi. Chứ đừng day. Cái sai cơ bản của các bác khi mà cắt cái vít lắp này là các bác dùng tay các bác day là thực ra dao sắc thì nó cũng thành cùn. Quan trọng là cái nghệ thuật khi mà các bác cắt thôi. Tôi làm lại để các bác hình dung. Ví dụ như này đi, mình cầm mình vuốt một phát như thế này đó. Thế còn đây như thế này thì sẽ là sai này. Các bác cứ cứa như này thì là sai, bởi vì nó sẽ bị vỡ cái ở đây. Các bác cầm các bác vuốt một phát thế này là xong không. Đây tôi làm thao tác chậm lại để cho các bác nào mà mới thì có thể xem lại cái cách mình làm và có thể là nghiên cứu xem về cái cách làm. Nhiều người về những cái kỹ thuật cơ bản này thì rất là đơn giản rồi. Mà tuy nhiên rất là mong nhận được những cái comment ở phần bên dưới mang tính chất xây dựng các bác nhé. Cộng đồng mạng thì tôi biết là cũng có khi gạch đá rất là nhiều, không sao. Tôi biết đến đâu tôi làm đến đấy. Trình độ thì nó cũng vậy thôi, không giỏi đâu. Mà mỗi người một ý kiến thì vừa rồi tôi đã thao tác cắt thử cái con dao này. Các bác có thể thấy đây là dao bên cơ sở của tôi được đặt các bác nhé. Dao này dao đặt chứ không phải dao hàng chợ. Dùng chuyên nghiệp cho các bác thợ nuôi chuyên nghiệp, cũng như các bác tôi nói lúc đầu ấy, các anh chị giáo viên, các anh chị công chức nuôi vài đàn ở nhà nuôi văn nghệ lấy mật để dùng thì có thể tham khảo con dao này. Hàng thì chúng tôi nhận ship hàng toàn quốc. Các bác mua thì được alo trực tiếp theo cái đầu số điện thoại tôi sẽ để cạnh tiêu đề của cái video này. Các bác điện số đó tôi không trả lời trực tiếp các bác thì bà xã là tôi hoặc là anh em sẽ trả lời các bác về cái sản phẩm này. Còn các bác nào quan tâm về kỹ thuật nuôi ong
chi tiết về kỹ thuật cơ bản về nuôi ong lội thì các bác comment bên dưới, tôi sẽ hướng dẫn các bác từ A đến Z luôn. Những cái này nó thuộc vào kiến thức cơ bản rồi, rất là dễ. Còn nuôi thì mỗi người một kiểu, thì đấy là gọi là kỹ thuật nâng cao, nhưng mà dựa trên hết vẫn phải là kỹ thuật cơ bản. Rồi, cảm ơn chú. Thì sau khi mà cắt cái phần vít nắp xong thì lại cho vào cái thùng quay. Giới thiệu các bác, đây là cái thùng quay mật 12 cầu. Khi mà quay thì nó sẽ dùng cái lực gió để nó đẩy cái phần mật này ra. Đây rồi, đây rồi. Từ từ từ. Tháo nút ra. Ở cái phiên bản thùng quay này thì tắc không? Bố gạt gạt cái ấy kia ra. Đây, mà đây. Ngon chưa? Các anh chị nào mà có nhu cầu mua về sản phẩm mật ong bên nhà mình thì cũng comment bên dưới hoặc là alo trực tiếp. Sản phẩm thì anh chị có thể ủng hộ trải nghiệm. Thì còn mật ong thì nó rất là nhiều kiến thức về mật ong giả, mật ong thật nhiều lắm. Tôi cũng không kinh doanh về cái mảng này nhiều lắm bởi vì rất là đau đầu, mệt mỏi. Có khi anh chị em bán cho nhau một lít mật thì đâm ra mật giả mật thật mất cả lòng. Tôi cũng chả máu khoản này lắm. Đây là cái mật mà chúng tôi khai thác thực tế, nó là như này các bác nhé, nó dần dã như này thôi. Thì còn bây giờ cái sản phẩm và cái con dao tôi nói rất là chi tiết rồi, cách làm rồi cũng hướng dẫn luôn rồi. Các bác mua ủng hộ thì alo trực tiếp cho cơ sở nhà mình. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những cái video về nội dung chia sẻ những cái kiến thức về ngành ong sau. Chào các bác nhé.